Audio Jungle. Yên tâm luôn. Này giờ bắt đầu cô vô cô nhìn trong trong thân với con này. Cô ngồi không nói gì ở trong thân cô làm vậy là được rồi này. Hỏi như mấy cái này cô bỏ đi. Cần đứng bỏ hết. Cần đứng cô bỏ hết cho con. Đây mấy cái nhỏ đây cô bỏ hết. Bỏ hết đi. Đây là bỏ hết. Tháng 2, tháng 3 là nó bong nó ra rồi đúng không? Giờ làm nếu phun kích tầm khoảng cỡ 2-3 lần sẽ ra bông. Bỏ coi, chỉ vô bỏ hết đi. 2-3 lần ra vì cái nút ruồi nó muốn ra hết rồi mà. Vừa đây con. Bỏ con. Vì dưới này có cành như này lên rồi nè. Rồi, cô lấy ra đi. Đó, cô lấy ra, cô thấy thoáng liền không? Cô mới nhìn thoáng này. Cái này có bấm hết bầu đầu cho bấm lên cũng bấm đi con. Cứ đứng, cành đứng bỏ hết. Đây, bây giờ cành đứng ra bỏ luôn nè. Cành đứng cái bỏ ngay chỗ bỏ luôn. Rồi. Cái này này con chỉ vô nè. Cái cành đó để mình tận thu được hôm nay. Những cành đứng cái nè. Mình phải nhìn cành đứng cái nè. Đúng rồi, mà có dây á, nó hiện tượng mà nó ra dây nhiều quá thì mình bỏ luôn trong này. Đúng rồi, bỏ nó đi không. Rồi cái này như hai cành lấy cành thôi nè. Bỏ luôn. Cái này hai cành này cô lấy một cành thôi. Bỏ bên trên lấy bên dưới, bên trên nó cong cong mình bỏ. Rồi. Đây là cái này. Cái bỏ ở giữa, bỏ bên dưới đi cô. Đó. Rồi, vì nó rập quá cô thấy không? Đây một cành, đây một cành, bốn cành đó thì mình bỏ một cành. Như cái này. Cái đó thì để được, để ăn được không sao. Rồi nè. Cô nhìn sơ là cô thấy cái này thoáng đúng không? Mày cô nhìn thế là cô phải thấy nó thoáng rồi đã. Thoáng chỗ đây đã. Rồi bắt đầu dưới đây nè, cô làm hết trong dưới luôn đi. Như cành này. Như cái này bỏ này. Cái này cô nhìn thấy đứng là bỏ này. Không, như cái này cô nghĩ bỏ luôn. Đúng rồi. Cái này đứng là cô bỏ nè. Đó, cô thấy thoáng đúng không? Cái này để ăn. Rồi để ăn. Rồi đây rồi cái đó đứng bỏ luôn đi con. Rồi. Mấy cái này bỏ nè. Nó bỏ hết con, những cái đứng nó bỏ hết. Bỏ luôn. Rồi như cái này nè cô. Cái này lên là đứng đụng cái đây đúng không? Bỏ luôn. Bỏ ngay chỗ cái này nè, bỏ ngay cái ba đó. Rồi, bỏ ngay ba đi con. Lý do bỏ ngay ba là cái cành nó đã vươn ra rồi. Mình bỏ, bắt đầu cành này. Được đứng cái cô bỏ. Từ từ cô làm dưới rồi đó. Được đứng cái bỏ này. Rồi cũng nói giải thích cô nè, cái tược này bỏ để cái tược nó ra nè. Nha. Chứ không phải vì sao bỏ đâu. Bỏ là có cái những tược rồi cô thả hết tay đây nè, thả hết luôn đi. Cô thả hết luôn những cái tán lại nè. Rồi bắt đầu thoáng đúng không? Bắt đầu tới điểm này nè. Hai cái này thì bỏ luôn cái này luôn, bỏ luôn cái này luôn. Bỏ luôn. Rồi, điểm này thoáng. Bỏ luôn, mình đứng cái bỏ. Rồi, cho con giải thích cô nè. Ngay chỗ đây nó ra nè, từ từ tới đây nó ra nè. Đây cũng ra không vướng nè, nhưng cành đứng lên sẽ đụng cành trên đúng không? Mình chấp nhận bỏ ngay được nghe. Rồi. Giờ bỏ xác cái xác con, cắt ra cắt xác luôn. Rồi. Đây thoáng đúng không? Còn nhìn tiếp, sẵn làm luôn, khúc dưới làm luôn. Như cái này. Cái này xe đất thì bỏ. Xe đất thì bỏ bên dưới con. Thì mình tạo tán mình phải làm khác. Như cái cành này nè, nếu mà cô muốn thu năm nay á thì mình để, còn không là cứ bỏ luôn cành này nè. Rồi để ăn thì con chỉ vô, cành này cô bỏ nè, bỏ. Bỏ. Rồi, cái này cô bỏ con nè. Cành xà đất nè. Rồi. Cành này nữa. Rồi. Còn ví dụ mà nếu mà ăn rồi thì sao? Ăn rồi thì cành này bỏ luôn nè. Cứ luôn cái. Đúng rồi, vì cô cứ để ra cứ sòng cái này nữa thôi. Thì cứ đó cho thoáng gấp thôi. Thấp quá là bỏ luôn cho con. Ừ, cái đây vô bỏ hết con. Cành đứng cô bỏ cho con. Cái này. Đó để đi. Để cái này là bông nhiều nè. Là đậu cao nhiều. Bông nhiều đậu cao. Còn bây giờ như dưới đây cái đây bỏ hết rồi. Cái đó cô vừa thả tay ra trước. Cô coi cái này có vướng không? Thấy mà hơi vướng cái này thì cô bỏ mỗi cành này thôi. Rồi, cô bỏ một cái đó thôi. Còn trên này nè. Trên này nếu mà tược này không vướng thì cô bấm nghe ba thôi. Bấm cành vô á, đúng rồi. Rồi. Hai cành này lấy cành đó này. Bỏ cành giữa đi. Rồi. Cái đây nó có đứng luôn, nó có lấy đây. Bỏ luôn đi cô, đứng quá bỏ luôn đi. Rồi. Khó bây giờ là thoáng hết rồi nha. Bắt đầu cô nhìn cái giữa trong rồi nè. Cô nhìn cái trong này.
Nếu mà cành này đi ra phía này không đụng cành nào á, thì mình chấp nhận mình cứ bỏ cái này nè. Mà mình nhìn cái cành bên này nè, giữa cành này và cành này đều thoáng hết nè, không vướng cành nào nha. Thì mình cưa ngay chỗ này. Cô vẫn để tược này cho con thu, lại cô cưa ngay chỗ này con nè. Cô cưa luôn đi. Hồi nãy là cây cô rất là rậm á, mà cô mới tỉ có 2-3 bước thôi là cô lấy khác đó. Cô cưa ngay chỗ này nè, xéo này con. Đúng rồi, xéo để cái cành này lại. Cô cưa hướng kia á, cô hướng ngược lại, đúng rồi, là con giữ không? Rồi. Đó, hướng đó là không bị giật cây. Lấy kéo bấm nhẹ nữa rồi ra. Rồi con lấy cái này ra nha. Con lấy cô nhìn cái tán cây nè. Đó, cô thấy thoáng không? Không hưởng gì. Rồi cành này từ từ con chỉ tiếp để làm cho xong cái bên này, bỏ từ có bỏ luôn cho. Rồi cái này chỉ vô có bỏ luôn. Rồi cô bỏ luôn đó, con nhìn đây vì cái cành này không có liên quan hết. Cô cứ bỏ luôn con. Đó, cô thấy không? Cô kéo cành xuống thấy thoáng cái cây liền. Để ông kéo ra cho. Cô để ông kéo cho. Đúng này ông kéo gì đó. Đó. Cô thấy thoáng liền đúng không? Thoáng như những cái tược nè. Mấy tược này cô bóm bỏ con hết nè. Mấy tược này nó rợp nhưng mà... Đấy là nó đứng hết chứ đâu. Tược đứng hết. Vì giống... Cái đó hồi trước tôi cũng bấm rồi, cho nên bây giờ nó mất ra thế. Bấm là bấm sát luôn rồi. Đó, cơ bản cô nhìn thấy cái thân cho mày thoáng là được rồi. Bắt đầu cô sửa nè, giờ con đi sửa tán nữa là xong rồi. Giờ cô nghĩ là... Cái này đúng không? Bỏ cái này hay là bỏ cái này? Nếu cái này vẫn để được, nhưng cô bấm ngay cành ngang con thôi. Ý là cái này, cái này bỏ đi. Cái này cứ bỏ luôn cho. Cái kia cô để đâu? Cô cứ bỏ luôn cái đó đúng rồi. Rồi tới đây chỉ luôn làm trong thoáng ra ngoài bấm độc cành nữa là xong. Như cái này có thấy không, hai cành song song rồi nè. Mà đều rợp á, mình lấy một cành thôi. Còn cái này giòn bây giờ như cái này sẽ có đứng phía này. Vào đứng phía đây đúng không? Bỏ cái này nữa. Hai cành này. Cành này qua này sẽ vướng cành bên này đúng không? Mà cành này không vướng ai hết thì mình bỏ luôn cành này cho con. Cưa á cô. Rồi, cô lấy ra. Đó. Cũng không mắc gì hết mà cành mình thoáng luôn rồi đó. Cái đây là bỏ luôn. Bỏ, cái đó là bỏ. Mấy cái đây. Tược đứng bỏ hết con. Luôn bỏ luôn. Rồi bấm giữa, ngã ba. Cái đây bỏ luôn. Rồi. Rồi đúng rồi. Rồi sẵn cô làm chỗ đây luôn đi, cho trống ra. Rồi hai tược đứng, ba tược đứng cô bỏ hết. Cái tược đứng ngoài cô bỏ luôn cho con đi. Để tận thu năm nay bói, cô để tận thu. Cái này không? Dạ, bỏ con đi. Rồi, cô lấy thấy không? Đứng bỏ luôn. Đây bỏ luôn. Dạ. Còn ngay ngã ba đó. Đúng rồi. Ngã ba bỏ luôn. Cành trên ngay ngã ba bỏ luôn cô. Bỏ luôn. Rồi, cành trên ngay ngã ba luôn. Cái cành này này con. Con ngay chỗ chùm nhiều rồi. Đây. Bỏ trong. Đây. Dạ, đúng rồi. Cô lấy hai cành ngoài rồi. Cái này xỉ vô nè. Cái này để là nó có hai nó rộp. Cái bấm ngay ba. Bấm ngay ba. Ngay ba đây nè. Ý là cô sợ để cái này nó có rộp hai ba đây không ạ? Hả? Để cô bỏ hình dưới đi. Bỏ hình dưới hay hơn. Bỏ ngay ba dưới nè. Đây. Dạ cô bỏ đi. Lấy hình trên hay hơn. Đó. Còn hết rộp đó. Còn cái thứ đây là mình để lại. Đây cô để lại. Như cái này này. Cô nhìn cái này nè. Cái cành này xỉ vô là trước nhiên bỏ trước này. Bỏ luôn rồi nè. Bỏ luôn. Đó, để anh dưới lên. Rồi mấy tược dưới đứng cô làm luôn. Con chị nó khoáng cái cây rồi. Đây này, cành đứng cô bỏ này. Mình làm tán làm luôn để sang năm đỡ phải làm. Cái đây. Đây đứng bỏ luôn đi không? Rồi đây, bỏ ngoài đây. Cái đây cũng đứng này. Không, cô bỏ ngay đây nè. Không rồi. Đó. Cành này thì bỏ luôn đi nè. Quanh dưới rồi.
Rồi cái này có bấm cái này nè. Vì sao bấm nha? Vì cái này đứng lên nè, bỏ nè. Mình chỉ làm tắng ngang thôi. Còn cái đây nè. Hai cái thì bỏ bớt cái. Dạ, hai cái bỏ ngang bớt cái. Bỏ cái giữa, bỏ giữa vào giữa hay không? Rồi. Cái cành này. Với cành này thì cô bỏ cái này đi. Dạ. Bỏ. Bỏ đi. Bỏ luôn. Không, cô bỏ luôn dưới luôn. Dưới luôn. Bỏ đi. Thì cô lấy cái này rồi. Bỏ anh đó được. Rồi, cơ bản nữa cô. Sẵn qua đây cô làm luôn cho hết một vòng. Bỏ anh này đi, lấy anh trên đi. Rồi. Cái này. Nếu vậy thì cô bấm này trước. Nếu lấy cái này thì bỏ cái thằng nhỏ này đi. Nha. Cô đi qua đây cô làm một khúc này cho con. Gà dữ quá. Đây nè, cô bấm cái này trước đi. Không, cái này cô bấm dưới này luôn nè. Được không, cô bấm cái này con thôi nè. Ví dụ ba cái này đúng không? Cô bỏ ngay xíu con đi, bỏ đi. Đó. Nè, con giải thích cho con vì sao. Để. Nè, con thả cái này đi. Cô thả cái này ra đi. Là cái này ra nè. Cái này ra hết nè. Rồi để ngay đây cho thoáng luôn. Cho đều tán luôn. Rồi bắt đầu cô bấm ngay đây nè. Cái này 1, 2, 3 cành thì cô bấm cành giữa bớt đi. Cành này nhoi ra cô bỏ luôn nè. Vì nó toàn tuột ngang không á. Tuột đứng cô bỏ đi. Rồi bấm đi. Rồi. Đây cái tuột đứng cô bỏ đầu tiên nè. Đây cô bỏ luôn. À, cái tuột đứng cô bỏ đầu tiên nè. Rồi. Đây. Đây á thì bây giờ cô bỏ luôn cái tuột đứng trước đi. Rồi cái đây nè. Đây xỉa lên cô bỏ này. Đây lên bỏ luôn. Rồi bấm luôn cái đầu ngọn này luôn. Cái đầu ngọn luôn. Nhỏ luôn con. Đây nè, cái đầu ngọn cô bấm luôn cho ra tuột ngang luôn. Đây. Dạ. Hai cái luôn hả? Hai cái. Cái đây thì cô bấm. Đó xỉu anh kia bỏ luôn đi con. Cô bấm là con nói cô dễ hiểu nè, ví dụ khi mà cô bấm là cô phải nhìn cái tán cho đều. Ví dụ như bên đây nè. Bây giờ những cái này ở đầu nè cô à. Vì bên đây con đã cho xì ngang thì bên đây cô để xì ngang luôn. Nhưng mà mình thấy cành này nó không hợp lý quá thì mình bỏ cái đây con xíu đi cho đẹp. Rồi, đó bây giờ cô nhìn nè. Từ hôm nay qua đó là đều luôn rồi đó. Mắt cho trình dân. Bây giờ nó tâm tâm nhỏ nhỏ đó mình lấy dày thì sao? Dày thì tỉ bớt. Nhưng mà những cái này là cái đang đậu nè, cô bỏ đi, cô bỏ đi, cứ bỏ đi. Nghe thấy cô những cái này sau này nó đậu trái nhiều nè. Con mới để cô tặng thu nè. Đó, như cái này cũng để nè vì nó già rồi chuẩn bị ra ho nè. Nó ăn nổi nách thì cô chỉ cần xịt hai lần kích ho nó ra thôi. Còn cái này xỉu qua này cô bỏ nè. Cô qua này làm luôn đi cô. Là cái nhà này, cái này nó xỉu lên sao? Xỉu bỏ luôn đi. Bỏ luôn. Rồi. Đây. Cái này giờ cô thấy nó cũng đều dưới đúng không? Thì cô bấm cái này. Cô nhìn nó đều dưới, bấm đúng rồi. Rồi, đúng rồi. Rồi con để cái đều dưới nè. Rồi. Đứng nè cô. Bắt đầu được đứng cô bỏ đi. Bỏ luôn đi con. Rồi cái đây đứng nè. Cô thấy đứng thực đứng cô bỏ đi. Mình cạo tán là thực đứng bỏ hết. Rồi. Đây cô. Rồi cô nhìn cái cành này nè. Cô bấm cái này con rồi lấy thực ngang thôi. Vì có hai cành rồi. Lấy một cành thôi. Đây cũng vậy. Bây giờ cô thấy bên này có cành. Bên này cũng có cành, mà bên này cũng có cành thì cô bỏ cái tuột đứng ra luôn. Cô tạo tán là cứ làm, cô nhìn theo cái tán nó đều cô làm. Rồi. Bỏ con đi. Bây giờ cái cành này nó không hợp lý nè cô. Cành bự nó không hợp lý. Cưa luôn con đi. Vì cái này đã lên rồi nè. Thì cô cưa đó. Dạ, cô cưa mỗi đó nữa là xong cái cây cô tạo tán xong rồi đó. Thì 4-5 tuổi cô tạo vầy được rồi. Cô cưa con cành đó đi. Bây giờ cô nhìn cái tán nó đều hết rồi. Nó thoáng cành. Dạ. Đúng rồi. Đó, cô rút qua đi. Cái này là tạo tán nha cô. Còn mình thu thì mình không được làm mạnh vậy được đâu. Làm mạnh nó tức ra nó sẽ không ra ho hết. Nó đưa tiên nuôi lọc không.
đó là con dạng. Đó, cô làm vậy là năm sau cô đỡ phải làm nữa rồi. Không, bây giờ là ví dụ như cô làm để ăn thì con chỉ với con coi nữa, thằng nó làm gì gì thì rồi. Con chỉ cô làm cây vừa nha. Cái này là vừa là yên tâm rồi đó. Cái này vẫn còn thu được, vẫn còn đậu được cô. Chỗ này có bấm hai đầu ngọn con nữa cho đẹp không cô? Ở trước mặt cô có bấm đầu ngọn con hết đi. Rồi bấm đi. Cái nào chỉ lên con bấm hết cho con. Chỉ lên con bấm hết cho con đi. Đúng rồi, chỉ lên gỡ hết đi. Ở gần đây nữa con. Đây, 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 đây. Bấm ngay đây con. Chỉ vô con. Bỏ đi con.